Kính thưa cộng đoàn phục vụ, trong bài huấn dụ lễ truyền chức này, tôi xin chia sẻ với cộng đoàn và các kiến chức một vấn đề thực tế và cấp thiết sau đây. Thứ nhất, chúng ta biết linh mục là người tiếp nối sứ mạng của các tông đồ xưa. Các ngài là những người được Chúa gọi chọn và sai đi. Trong bài tin mừng chúng ta thấy đó, chính Chúa Giêsu chọn, gọi tên từng vị một. Hồi nãy đây cũng vậy, cha tổng đại diện đã gọi tên từng thầy để nói lên rằng là chính Chúa chọn gọi mỗi thầy và sai đi loan báo tin mừng. Và trong tin mừng Gioan đoạn 15 câu 16, chúng ta được nghe chính Chúa Giêsu xác nhận cái điều này. Không phải các con chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con và cắt cử các con để các con đi và mang lại hoa trái và để hoa trái của các con tồn tại. Trong tin mừng Marco đoạn 3 câu 14 ghi lại thế này: Chúa Giêsu chọn những kẻ người muốn và lập thành nhóm 12 để họ ở với Ngài và để Ngài sai đi rao giảng. Các thầy đây sau thời gian thụ huấn tại trường của Chúa Giêsu học và ở với Chúa Giêsu, hôm nay các thầy nhận lãnh chức linh mục để sẽ được sai đi rao giảng tin mừng, mang hoa trái về cho Chúa. Thế tôi muốn nói về sứ mạng. Lời Chúa về sứ mạng loan báo tin mừng đã làm cho bao nhiêu tâm hồn phấn khởi và hăng hái nhiệt thành lên đường. Họ nhớ như in lời trong sách ngôn sứ Isaiah chương 61 câu 1: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu cho tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Thế rồi ở đoạn 52 câu 7 cũng chính ngôn sứ Isaiah ghi lại lời Chúa thế này: ca ngợi những nhà truyền giáo, đẹp thay những bước chân rảo khắp núi đồi loan báo tin mừng, công bố bình an, loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ. Anh chị em biết không, ở nhà nguyện của hội Thừa Sai Ba Lê có một bức tranh họa lại cảnh các vị thừa sai trẻ tuổi từ biệt quê hương và người thân lên đường đi truyền giáo tại Á Châu. Rất cảm động. Các thừa sai trẻ tuổi thì ngước mắt lên trời, tay cầm cây thánh giá. Bà con bạn bè thì vây quanh, người thì hôn chân, kẻ thì bịt rịt nắm tay cửa nhà truyền giáo. Cái nghi thức tiễn đưa đó, các vị thừa sai lên đường như vậy đó. Và các vị thừa sai đã nhiệt thành ra đi. Trong một cái thời đại mà phương tiện di chuyển còn khó khăn lắm, có khi có vị chết trên đường đi tới nhiệm sở truyền giáo cơ mà. Nhưng mà các ngài ra đi, băng mình đi. Thánh xác là cóc nay tân, khi từ giã mẹ già để lên đường sang Á Châu. Người mẹ thương con, cho nên ngăn cản rằng: con ơi, đâu cần phải đi xa như vậy, con ở lại đây mà làm việc vẫn tốt mà. Nhưng ngài quyết liệt từ giã mẹ già ra đi đến Việt Nam và đạt được cái phúc tử đạo để hôm nay là một vị thánh. Loan báo tin mừng, thưa anh chị em, là sứ mạng của mọi Kitô hữu, không phân biệt ai và không ai được miễn chuẩn khỏi nghĩa vụ này, huống chi là các linh mục. Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn niềm vui của tin mừng
đã dùng cái danh từ kép môn đệ thừa sai để nhắc nhở cái sứ mạng đó. Còn Thánh Phaolô tông đồ đã xác quyết trong thư thứ nhất Côrintô đoạn 9 câu 16 rằng khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Mà Ngài đã để lại cho chúng ta tấm gương nhiệt thành thi hành sứ mạng này đến giây phút cuối đời. Ngài viết cho Timôthê, người môn đệ yêu dấu của Ngài, trong lá thư thứ hai đoạn 4 câu 7 như sau: Cha đã đứng vững trong cuộc chiến chính nghĩa, cha đã chạy đến cung đường, cha đã giữ vững niềm tin. Giờ đây cha chỉ còn trông chờ triều thiên công chính mà Chúa sẽ ban cho cha. Cái mục tiêu của sứ mạng loan báo tin mừng đó là đưa con người đến với đức tin để họ được cứu độ và được sống đời đời. Mà để được như vậy thì cần có người đi rao giảng tin mừng cho họ, như thư gửi tín hữu Roma chương 10 câu 14. Làm sao kêu cầu đấng họ không tin? Làm sao tin đấng họ không được nghe? Làm sao nghe nếu không có ai rao giảng? Mà làm sao rao giảng nếu không được sai đi? Một chuỗi những câu hỏi đặt vấn đề cho chúng ta. Sứ mạng loan báo tin mừng luôn là mối quan tâm hàng đầu của giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco nói giáo hội phải luôn ở trạng thái lên đường truyền giáo, không ngơi nghỉ. Nếu có lúc nào giáo hội đánh mất cái căn tính này thì không còn là giáo hội của Đức Kitô nữa. Tôi xin sang điểm thứ hai. Thưa anh chị em, cho đến nay Chúa ưu ái và ban cho giáo phận Vinh chúng ta rất nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ. Cụ thể với lễ phong chức hôm nay, linh mục đoàn của giáo phận Vinh sẽ là 213 linh mục. Về các tu sĩ thì tôi xin đăng cử con số. Dòng mến thánh giá Vinh có 963 nữ tu. Đây là chỉ nói về khấn thôi. Còn cái giai đoạn tiền tập, nhà tập, thỉnh sinh, đệ tử vân vân không kể. 963 nữ tu mến thánh giá Vinh. Hiệp hội thừa sai Bác Ái Vinh có 569 nữ tu. Đông lắm. Dòng mến thánh giá Vinh là đông nhất nước. Dòng chị em Bác Ái Joanna Antida Touré đến Việt Nam mới có 22 năm, có 142 nữ tu. Hiệp hội Anton Padova được ví như là một thiếu niên mới 14 tuổi thôi. Mới 14 tuổi thôi. Có 68 thầy đã khấn. Út ít là hiệp hội Đa Minh Tin Mừng mà Đức Cha Phaolô đây chính là cha tổ phụ. Mới có 6 tuổi thôi. Hiệp hội này mới có 6 tuổi. Có 29 nữ tu. Đó là chúng ta chưa kể con số các linh mục, các tu sĩ nam nữ mà từ giáo phận Vinh đi tu các dòng trong và ngoài nước. Con số phải lên tới hàng ngàn. Giáo phận Vinh quả là mảnh đất phì nhiêu đứng đầu nước về ơn gọi, trong khi nhiều giáo phận khác đã giảm sút con số này. Thế thì thưa anh chị em, trong khi vui mừng vì hồng ân thánh hiến đó, thì sắc lệnh Christus Dominus của Công đồng Vatican thứ hai về nhiệm vụ mục vụ của giám mục số 6
nhắc nhở tôi như sau: các giám mục còn phải chú tâm lo lắng chuẩn bị những thừa tác viên thánh thích hợp và cả các phụ tá tu sĩ cũng như giáo dân để làm việc tại các sứ truyền giáo và cả những miền thiếu giáo sĩ. Rồi tùy sức có thể, các ngài hãy lo gửi một số linh mục của mình đến thi hành thánh vụ tại các sứ truyền giáo và các giáo phận nói trên cách vĩnh viễn hay ít là trong một thời gian hạn định. Sắc lệnh truyền giáo số 38 viết thế này: Thánh Công Đồng rất ước mong các giám mục, trong khi cân nhắc về việc thiếu linh mục rất trầm trọng đang cản trở việc rao giảng phúc âm cho nhiều miền, hãy sai đến những giáo phận thiếu giáo sĩ, những linh mục xuất sắc đã tự hiến để làm việc truyền giáo và đã được chuẩn bị đầy đủ để họ thi hành thừa tác vụ truyền giáo với tinh thần phục vụ ít là trong một thời gian. Lời khuyến khích này đã được thực hiện trước đó. Dưới thời Đức Thánh Cha Pio thứ 12, năm 1957, Ngài đã thiết lập cái hình thức, một cái tổ chức gọi là Fidei Donum, dịch là quà tặng đức tin hay là hồng ân đức tin. Qua đó các linh mục được sai đi truyền giáo trong một số năm tại một cái giáo phận, một cái nơi nào đó trên thế giới, trên cả thế giới. Thế đối với các linh mục thì sắc lệnh truyền giáo số 20 có nhắn nhủ như sau: các linh mục phải tỏ ra sẵn sàng và khi có dịp các ngài phải hăng say tình nguyện để đức giám mục sai đi khởi công truyền giáo tại những miền xa xôi và bị bỏ rơi trong giáo phận mình hoặc trong các giáo phận khác. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là việc san sẻ linh mục cho các giáo phận ở trong nước cái đã, chưa nói đến việc đi ra nước ngoài, vẫn chưa được thực hiện tại Việt Nam. Giáo phận nào biết giáo phận đó? Tôi đã ở giáo phận Hưng Hóa 5 năm rưỡi. Giáo phận này do hoàn cảnh thời cuộc thiếu linh mục lắm. Có thời toàn giáo phận rộng 10 tỉnh với số giáo dân trên 200.000 người, bây giờ là đã 250.000 người, gần bằng giáo phận Vinh. Có một cái thời mà chỉ có 12 linh mục. Có một lần tại một cuộc họp hội đồng giám mục, Đức cha Gioan Vũ Tất đã xin các đức cha cho mượn mỗi giáo phận vài linh mục trong một vài năm, 3 năm, 5 năm, nhưng mà không có kết quả. Chỉ có một cha ở giáo phận Bùi Chu dấn thân đến với giáo phận ngoại vi này. Thế rồi trong các lần giảng tĩnh tâm linh mục cho các giáo phận, tôi cũng được sự đồng ý của đức giám mục đó. Tôi cũng mời gọi các cha hãy cống hiến vài năm của tuổi thanh xuân linh mục của mình đó, những linh mục trẻ đó, cho công cuộc truyền giáo tại giáo phận Hưng Hóa đi. Nhưng mà đáng buồn là có nơi thì có cha sẵn sàng đi thì đức giám mục không cho. Có nơi đức giám mục sẵn sàng cho
thì lại chẳng có cha nào đi. Thế cho nên tôi từ những vấn đề đó tôi xin trình bày với cộng đoàn. Ở điểm thứ ba này, kính thưa cộng đoàn, sau khi cầu nguyện, tôi mạnh dạn quyết định giáo phận Vinh của chúng ta sẽ dành một nửa số các tân chức đây như món quà đức tin Fidei Donum để tham gia sứ vụ truyền giáo tại giáo phận Hưng Hóa trong 2 năm. Sau đó nếu vị nào muốn ở lại hơn nữa hoặc ở lại luôn, tôi cũng sẵn sàng. Chúng ta được Chúa ban nhiều linh mục chính là để chia sẻ với giáo phận đang thiếu như cộng đồng dạy. Và mặc dù giáo phận Vinh chúng ta hiện nay vẫn cần cả 100 linh mục nữa đấy, nhưng chia sẻ trong hoàn cảnh này mới thật là quý báu và ý nghĩa. Và tôi đã liên lạc với đức cha phụ tá của giáo phận chúng ta, bây giờ là giám quản tông tòa của giáo phận Vinh. Ngài rất hoan hỷ, ngài đón nhận, hoan hỷ đón nhận cái món quà đức tin này với các tân chức. Tôi khích lệ anh em hãy hân hoan lên đường thi hành sứ vụ loan báo tin mừng cho muôn dân như ý Chúa muốn. Đáp lại lời của Thầy Giê-xu rằng như cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Anh em hãy ngọt ngào thương, này con đây, xin hãy sai con, như khi nãy anh em đã đáp lại. Hôm nay đáp lại hồng ân cao quý là chức linh mục, được trở thành linh mục, anh em cũng hãy vui tươi thể hiện cái niềm say mê Chúa và khao khát các linh hồn cho Chúa. Và anh em chỉ có một ước muốn thôi là tìm làm theo ý Chúa. Lạy Chúa này, con xin đến để thực thi ý Chúa. Chúng tôi mong anh em dâng hiến đời của mình để phụng sự và tôn vinh Chúa cho đến chết, không bận tâm lo lắng về nơi ở, về cách sống, không quản ngại gian khổ để có thể đem lại được nhiều linh hồn về với Chúa.